Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh ngôn từ Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 88 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Sau khi Nhược Tuyết ra đời, trước năm 10 tuổi vẫn luôn sống ở cùng xã Tắc, cho đến khi tôi rời khỏi cùng xã Tắc, đưa theo nó về nhà họ Hạ cổ võ ở giới phàm tục. Khi Nhược Tuyết còn nhỏ, đã có con trai của một vị trưởng lão tỏ ý, sau khi Nhược Tuyết trưởng thành, sẽ trở thành nha hoàn trong phòng của công tử Chu Tân. Chu Tân ư? Trong lòng Diệp Bắc Minh, người này đã là người chết. Mẹ Hạ nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, tiếp tục nói. Tông môn hàng đầu của cùng xã Tắc Côn Luân Hư, nhà họ Hạ tôi không thay đổi được gì. Hơn nữa, công tử Chu Tân đã được một vị thái thượng trưởng lão của cùng xã Tắc nhận lời, làm đệ tử thân truyền. Một câu nói của cậu ta, cả nhà họ Hạ cổ võ tôi sẽ bị tiêu diệt hết. Chúng tôi cũng không ép Nhược Tuyết, nó là đứa trẻ hiểu chuyện. Sau khi được biết tình hình nhà họ Hạ đã chủ động đi vào Côn Luân Hư, nếu chúng tôi ép Nhược Tuyết thì cậu không thể nào không biết gì chứ. Mẹ Hạ nói xong, lấm lét nhìn Diệp Bắc Minh, cùng xã Tắc ư. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động, việc này cũng thật trùng hợp quá. Văn nhân Mộc Nguyệt chẳng phải là người của cùng xã Tắc sao? Bây giờ có lẽ hầu tử đã trở thành đệ tử của cùng xã Tắc. Nhược Tuyết cũng ở cùng xã Tắc, Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng. Hay cho một nhà họ Hạ cổ võ lại đẩy một cô gái yếu đuối ra làm bia đỡ đạn. Nhược Tuyết là người phụ nữ của tôi, không có ai có tư cách để cô ấy hầu hạ. Tôi sẽ đích thân đến cùng xã Tắc một chuyến. Nếu Nhược Tuyết mất một sợi tóc, tôi không ngại diệt luôn cả cùng xã Tắc đó đâu. Cái gì? Tất cả người nhà họ Hạ kinh sợ ngẩng đầu. Diệp Bắc Minh sớm đã biến mất. Người đàn ông trung niên hít khí lạnh. Mặn miệng thật đấy, diệt cả cùng xã Tắc ư? Diệp Bắc Minh này cũng thật biết bốc phét quá nhỉ. Sợ rằng cậu ta còn không biết cùng xã Tắc là thế nào. Có lẽ cậu ta cho rằng cùng xã Tắc về thế lực giới phàm tục tương đương nhau. Đám người nhà họ Hạ lắc đầu. Chỉ có Thất Thúc Công tóc và râu đều trắng, mút nghiêm trọng lên tiếng. Cậu ta có lẽ có thể làm được thật. Trong phút chốc, tất cả yên lặng. Cái gì? Đám người há miệng. Mẹ Hạ cau mày. Thất Thúc Công, ông nói đùa phải không? Dù thế nào Diệp Bắc Minh cũng không thể nào đấu địch với cùng xã Tắc. Nếu cậu ta dám đến cùng xã Tắc, chắc chắn là nộp mạng. Chưa chắc. Thất Thúc Công lắc đầu, đôi mắt xà nua phét ra tinh quang. Mọi người đừng quên, ban đầu chúng ta cũng cho rằng Diệp Bắc Minh không phải là đối thủ của gia tộc cổ võ. Nhưng sau này thì sao? Cậu ta đã diệt bao nhiêu thế lực sánh ngang với gia tộc cổ võ ư? Thậm chí, cậu ta còn diệt cả gia tộc người canh giữ. Hiện nay, Diệp Bắc Minh là người số một Long Quốc. Mọi người nghĩ xem mới qua bao lâu chứ? Đám người sững sờ, mẹ Hạ nhẹ ra một câu. Xùy, hình như chưa đến 3 tháng. Lời vừa được nói ra, tất cả người nhà họ Hạ đều ngẩn người. Ực ực, đồng loạt nuốt nước miếng. Vãi, đúng thế. Bắt đầu từ khi bọn họ nghe được cái tên Diệp Bắc Minh, cho đến khi Diệp Bắc Minh trở thành người số 1 Long Quốc, còn chưa đến 3 tháng. Bọn họ chỉ thấy sự khủng bố của Diệp Bắc Minh, lại bất giác quên mất tốc độ khởi dậy của Diệp Bắc Minh. 3 tháng ư, vãi, đúng là nghịch thiên. Đúng thế. Khuôn mặt Thất Thúc Công đỏ bừng. Cho dù ném thanh niên yêu nghiệt nhất cùng xã Tắc đến giới phàm tục trong 3 tháng, hắn có thể đứng trên đỉnh của Long Quốc không? Tất cả người nhà họ Hạ đều trầm mặc. Câu trả lời rất rõ ràng. Không thể. Thất Thúc Công nhìn mẹ Hạ. Cô ấy à, nhìn nhầm người rồi. Diệp Bắc Minh mới là chân long, không hề kém hơn truyền nhân của bất kỳ thế lực Côn Luân Hư nào. Cậu ta không phải người tầm thường. Vẻ mặt của mẹ Hạ kỳ dị. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm thật sao? Liền sau đó. Ánh mắt của mẹ Hạ kiên định hẳn. Tuyệt đối không thể nào. Cùng xã Tắc mới là lựa chọn tốt nhất của Nhược Tuyết. Cho dù làm thị nữ cho công tử Chu Tân, cũng chắc chắn tốt hơn ngàn lần so với làm người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Cùng xã Tắc Côn Luân Hư. Hầu tử vừa từ võ trường định quay về ký túc đệ tử. Một bóng hình thu hút sự chú ý của anh ta. Nhược Tuyết! Hầu tử gọi lớn trực tiếp đuổi theo. Hạ Nhược Tuyết dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hầu tử, anh sao anh lại ở cung xã Tắc? He he, hầu tử cười đắc ý. Bây giờ tôi là đệ tử ngoại môn của cung xã Tắc, mấy ngày ngắn ngủi đã là võ giả cấp huyền rồi. Hạ Nhược Tuyết cười nói. Hầu tử, chúc mừng anh. Đệ tử ngoại môn khác hùa theo. Vương Khinh Hậu, anh quen thị nữ nội môn à? Được đấy, chắc không phải anh phải lòng cô ta chứ. Đi đi đi, đi đi. Hầu tử trừng mắt với đệ tử ngoại môn khác. Anh ta tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Đây là người phụ nữ của anh em của tôi. Tôi nói với các người anh em của tôi rất lợi hại đấy. Tuy anh ta ở giới phàm tục, nhưng mà ấy,
Thiên phú võ đạo tuyệt đối vượt qua đệ tử nội môn. Những đệ tử ngoài môn khác đều lắc đầu, tỏ ý không tin. Hầu tử cũng lười giải thích, nhìn sang Hạ Nhược Tuyết. Ấy, sao cô cũng ở cung xã tắc, còn mặc quần áo của thị nữ cấp cao nội môn ư? Hạ Nhược Tuyết đang định giải thích. Tôi... Nhược Tuyết, một giọng nói vang lên. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một thanh niên đi đến như ánh trăng nổi bật giữa dàn sao. Chu Tân, đệ tử nội môn của cung xã tắc, xếp trong top 300 của cung xã tắc, 20 năm tuổi, tu vi võ thánh trung kỳ, coi khinh những người cùng tuổi. Bái kiến Chu sư huynh. Vị đệ tử ngoại môn ở đó chắp tay hành lễ, khuôn mặt Chu Tân nở nụ cười rạng rỡ. Miễn lễ, cảm ơn Chu sư huynh. Mọi người đứng thẳng người. Chu Tân nhìn sang Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, tôi đã luyện kiếm pháp Hạo Diêu đến tầng thứ 6, bây giờ cần một vài đan dược, cô giúp tôi đến lầu luyện đan, lĩnh một ít đan dược huyền phẩm về đi. Vì hai người là bạn thời thơ ấu, cho nên Chu Tân vẫn khá khách sáo với Hạ Nhược Tuyết. Được, Hạ Nhược Tuyết gật đầu, mau chóng rời đi, hầu tử vẫy tay. Nhược Tuyết, lần sau lại nói chuyện. Vẻ mặt đệ tử ngoại môn ở đó biến sắc, vội vàng kéo hầu tử, đợi Hạ Nhược Tuyết rời đi hẳn. Đột nhiên, một luồng cuồng phong ập đến. Bốp! Hầu tử bay ra giống như chó chết, bò dưới đất phun ra máu tươi. Vương sư đệ! Vẻ mặt các đệ tử ngoại môn đều biến sắc, có người nhìn sang Chu Tân. Chu sư huynh, tông môn cấm chiến đấu cá nhân, huynh... Bốp! Chu Tân lại tát qua một cái, đập chết người này tại chỗ. Xuyết! Đệ tử ngoại môn khác hít khí lạnh, sợ đến xoẹt xoẹt lùi lại, không dám nhiều lời. Chu Tân mỉm cười. Người này tu võ tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận tự hủy hoại bản thân, mọi người đều nhìn thấy phải không? Nhìn thấy, những đệ tử ngoại môn này sợ đến gật đầu liên tục. Chu Tân bước ra một bước, dẫm lên đầu của hầu tử, cất giọng lạnh như băng. Vừa nãy tao nghe mày nói, Nhược Tuyết là người phụ nữ của người anh em của mày phải không? Tao khinh. Hầu tử nhổ ra một ngụm máu. Mày có giỏi thì giết tao đi. Tao được văn nhân Mộc Nguyệt giới thiệu vào cùng xã tắc đấy. Văn nhân Mộc Nguyệt, đồng tử của Chu Tân co lại. Một thanh niên trẻ bên cạnh lập tức tiến lên. Chu sư huynh, anh ta nói thật đấy. Chu Tân âm trầm. Ha ha ha, thì ra là người do sư tỷ văn nhân giới thiệu. Vậy tao nể mặt văn nhân sư tỷ. Tháng sau đệ tử ngoại môn tiến vào rừng rậm âm ẩn rèn luyện, đưa theo người này. Giờ trần đá hầu tử, rồi quay người bỏ đi. Sắc mặt đệ tử ngoại môn khác đều tái nhợt. Rừng rậm âm ẩn, những người có cảnh giới võ vương trở lên mới có năng lực tự bảo vệ mình. Hầu tử mới là thực lực cấp huyền, tiến vào rừng rậm âm ẩn thì chết chắc rồi. Chu Tân đi xa một đoạn rồi dừng lại. Tôi bảo anh đưa Nhược Tuyết về, anh về muộn đúng một tháng. Ở bên ngoài cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nói thật cho tôi biết. Trên người Chu Tân bùng phát ra sát ý kinh thiên động địa, trong đôi mắt đầy tia máu, công pháp mà Chu Tân rất đặc biệt. Khi lần đầu tiên hắn gặp lại được Hạ Nhược Tuyết thì đã nhìn ra, Hạ Nhược Tuyết đã trở thành đàn bà. Hạ Nhược Tuyết là cô gái mà hắn thích từ nhỏ. Cô ấy mới rời khỏi Côn Luân Hư mười mấy năm, lại thành phụ nữ của người khác ư. Vốn dĩ, Chu Tân nghĩ thôi bỏ đi, nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng không đúng. Suýt tẩu hỏa nhập ma, vẫn luôn coi Hạ Nhược Tuyết làm của riêng, vậy mà lại bị người khác ăn trước. Ngọn lửa đố kỵ trong lòng Chu Tân nổ lên như núi lửa phun trào. Công tử, một thanh niên trẻ phía sau sợ đến quỳ xuống. Tôi nói, người đó tên là Diệp Bắc Minh, người này nói ra toàn bộ những gì hắn biết. Diệp Bắc Minh ư, ha ha ha. Chu Tân điên cuồng gào thét. Diệp Bắc Minh sao? Cầm cái này, lập tức dẫn ba cung phụng võ đế dưới quyền sư phụ tôi, rời khỏi cung xã tắc, mang cái đầu của Diệp Bắc Minh về đây, còn thi thể của hắn, nghiền thành tro bụi cho tôi. Đồng tử của thanh niên trẻ đó co lại dữ dội, cái đầu kêu ù ù, sợ đến toàn thân run lên. Ba cung phụng võ đế ư, đi giết một người của giới phàm tục sao? Hắn bắt đầu cảm thông cho Diệp Bắc Minh, nhà họ Liều, thành Hoàng Phong, thất sư tỷ tu la mặt ngọc Liễu Như Khanh sớm đã thay ra quần trang của giới phàm tục, mặc váy dài màu xanh nhạt, đôi mày lá liễu, đôi môi ăn đào, trong lòng ôm một con trồn xương thuần chủng, có hơi thẹn quá hóa giận, dứt khoát hạ lệnh cho chiến đội tu la giết vào cô Luân Hư cho rồi. Bảo tôi lấy chồng ư? Trời ơi, trong lòng tôi chỉ có tiểu sư đệ Liễu Như Khanh, đâu còn dáng vẻ của tu la mặt ngọc, mà cứ như một cô gái đẹp nóng tính gắt gỏng. Nhà hoàn bên cạnh sợ đến bịt tai. Có nhà hoàn run rẩy nói, tiểu thư đừng nói lung tung. Đúng thế tiểu thư, nửa tháng sau là ngày cưới của tiểu thư rồi. Tô công tử là thái tử của đế quốc Thanh Long, tương lai có lẽ có thể trở thành hoàng đế của đế quốc Thanh Long.
nhà họ Liễu chúng ta không đắc tội được đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói vàng sáng vang lên. Thái tử đế quốc Thăng Long đến. Một thanh niên trẻ mặc long bào cười đi đến, như khăn muội muội, đã lâu không gặp. Tô Lăng Vân, thái tử đế quốc Thăng Long. 5 năm trước, Liễu Như Khanh từng về Côn Luân Hư một lần. Tô Lăng Vân vừa gặp Liễu Như Khanh đã bị cô ấy thu hút mạnh mẽ. Tô Lăng Vân dùng mọi thủ đoạn gây áp lực với nhà họ Liễu. Vì một cây tuyết liên thiên sơn 300 năm, Liễu Như Khanh bất đắc dĩ từ giới phàm tục quay về. Nhà họ Liễu trực tiếp xem lỏng cô ấy, chấp nhận sính lễ của đế quốc Thăng Long. Liễu Như Khanh tỏ vẻ mặt chê bai. Đừng gọi bừa, tôi không có hứng thú với ăn, tôi cũng không thể nào gả cho ăn. Đồng tử của Tô Lăng Vân lóe lên tia âm lặng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Như Khanh muội muội, tôi là thái tử đế quốc Thăng Long, hoàng đế tương lai, gả cho tôi có gì không tốt chứ? Tôi thích giới phàm tục. Liễu Như Khanh chẳng vui vẻ gì với anh ta. Được, Tô Lăng Vân nở nụ cười. Tôi trực tiếp hạ lệnh, đại quân đế quốc Thăng Long tiến vào giới phàm tục. Liễu Như Khanh cười để ý sâu xa. Vậy sao? Giới phàm tục có đạn hạt nhân đó, các người chịu được không? Vẻ mặt Tô Lăng Vân biến sắc. Khụ khụ, Như Khanh muội muội, chúng ta đổi chủ đề đi. Chính vì giới phàm tục có đạn hạt nhân uy hiếp mới khiến Côn Luân Hư và giới phàm tục giữ được thế cân bằng. Nhìn bộ dạng của Tô Lăng Vân, Liễu Như Khanh càng lúc càng chán. Hừ, mấy lão già đó không quan tâm đến sự sống chết của bọn mình, trong mắt chỉ có sư đệ, bọn mình đều là công cụ hết. Đúng rồi, nếu sư đệ đến, chắc họ sẽ không ngủ yên không quan tâm chứ. Liền sau đó, Liễu Như Khanh đột nhiên lên tiếng. Tôi đổi chủ ý rồi, bảo tôi gả cho ăn cũng không phải không được. Tôi có một điều kiện, vào ngày tổ chức hôn lễ, chỉ cần ăn có thể mời sư đệ của tôi đến, tôi sẽ gả cho ăn. Tô Lăng Vân mỉm cười, nói lời giữ lời. Liễu Như Khanh nghĩ đến Diệp Bắc Minh, liền phì cười. Ha ha ha, tiểu sư đệ của tôi rất nóng tính đấy. Đúng rồi, cậu ấy tên là Diệp Bắc Minh. Giới phàm tục chắc không ai là không biết cậu ấy. Ăn đi mời cậu ấy đi. Diệp Bắc Minh ư? Ánh mắt Tô Lăng Vân âm lặng, ghi nhớ cái tên này. Sau khi rời khỏi nhà họ Liễu, lão huyết, cô gái này phù hợp không? Tô Lăng Vân bỗng lên tiếng. Một miếng huyết ngọc ở ngực hắn lóe sáng, truyền ra giọng nói rẻ nua. Phù hợp, rất phù hợp. Cô gái này là U Minh hèn thể bẩm sinh. Đáng tiếc, tôi để lại một thế lực ở giới phàm tục tên là Huyết Hồn Điện. Nhưng không lâu trước đây, tôi không liên lạc được với điện chủ Huyết Hồn nữa. Nếu không phối hợp với U Minh hèn thể, công pháp của tôi có thể khiến tôi tái sinh. Điện chủ Huyết Hồn thực sự sẽ trở lại thế gian. Âm âm. Trong tức tắc, bầu trời nổ lên một luồng huyết quang đáng sợ. Nhiệt độ xung quanh điên cuồng giảm mạnh. Tô Lăng Vân bảo đảm nói, lão huyết, ông yên tâm, tôi đã cho người điều tra chuyện này rồi, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Báo! Đúng lúc này, một thái giám nhanh chóng xông đến quỳ dưới đất. Thái tử điện hạ, việc ngài bảo tôi điều tra đã có tin tức rồi, mang ra đây. Tô Lăng Vân giơ tay, thái giám dâng tài liệu trong tay lên, vừa mở ra xem Tô Lăng Vân ngẩn người, không thể tin nổi nói. Diệp Bắc Minh, điện huyết hồn là do anh ta tiêu diệt ư? Ở một sơn cốc, huyết rơi, nằm sâu trong Côn Luân Hư, bốn phương tám hướng đều là chướng khí, không thấy ánh mặt trời. Cho dù là võ giả hàng đầu nhất Côn Luân Hư, cũng không thể đặt chân vào nơi này. Bỗng nhiên, một ngôi sao bằng lướt qua ngang bầu trời, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc này. Xoẹt, 99 bóng hình lập tức vút bay lên, đứng giữa không trung kinh hãi nhìn bầu trời. Đây là đế tinh giáng xuống ư, kẻ sơn cốc tĩnh lặng. Sau đó, 99 bóng hình phát ra tiếng cười như sói hú. Ha ha ha, chúng ta đã đợi 23 năm rồi. Đế tinh, ha ha ha, cuối cùng đế tinh đã giáng xuống Côn Luân Hư rồi. Vãi, cuối cùng tôi có thể không cần ở lại nơi quỷ quái này nữa rồi. Ha ha ha, tên nhóc đó đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi còn cho rằng ít nhất phải mấy chục năm nữa cậu ta mới có thể làm được tất cả đấy. Đế tinh giáng xuống, phong ấn sắp được giải trừ. Chúng ta có thể xuống núi rồi. Ha ha ha. Khoảnh khắc đế tinh lướt ngang bầu trời Côn Luân Hư, rất nhiều người trong đế quốc, tông môn của Côn Luân Hư đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đế tinh giáng xuống ư, suýt, rất nhiều cường giả hít khí lạnh, đôi mắt lóe lên. Côn Luân Hư tĩnh mịch êm đềm bao nhiêu năm, hàng trăm ngàn năm chưa từng thay đổi, nay sắp phá vỡ cân bằng rồi ư. Liền sau đó, ở vị trí đế tinh giáng xuống, một ngôi đế tinh mới khác dần dần nhô lên, rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt. Một yêu nghiệt hàng đầu sắp ra đời rồi. Rất nhiều ông lão thở dài. Côn Luân Hư lại sắp đón một trận gió tanh mưa máu rồi.
rốt cuộc là ai có thể trở thành chủ nhân tiếp theo của côn luân hư đây? Bất luận phải trả cái giá lớn thế nào, nhất định phải tìm ra người này. Cùng lúc đó, giới phàm tục xảy ra trận động đất khủng bố, toàn cầu đều chấn rung, trái đất đang rung chuyển, kéo đến dài mấy phút. Rất nhiều núi lớn sụp đổ, vệ tinh giám sát của các nước kinh ngạc phát hiện, côn luân hư nứt ra một cái miệng lỗ. Lúc này, vô số võ giả từ thành võ đế nhìn về hướng côn luân hư, chỉ thấy một đường long khí màu vàng vút thẳng lên tầng mây. Lúc này, tất cả võ giả thành võ đế đều ngẩn người, sắp xảy ra chuyện lớn rồi ư? Trên đường về Vạn Bảo Lâu, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc mặt nghiêm lại. Long mặt của Long Quốc bị hở ư? Vừa về đến cổng lớn Vạn Bảo Lâu, một nhóm gương mặt quen thuộc đã đợi ăn từ lâu, đám người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Thư Ký Tiền lo lắng đi đi lại lại trước cổng Vạn Bảo Lâu. Không chỉ bọn họ, còn có một vài gương mặt quen thuộc, có đến 3.000 người, một luồng sát khí ấp đến, chính là các tướng sĩ của đội Thiên Cơ, Long Soái. Đại Nha nhìn thấy Diệp Bắc Minh đầu tiên, anh ta mau chóng xông lên, tham kiến Long Soái. Long Soái đến rồi, Thật Lỗi cũng phản ứng lại. Một luồng gió mạnh thổi qua, anh ta đã đứng thẳng người trước mặt Diệp Bắc Minh, hơn nữa còn thực hiện lễ chào trong quân đội. Toàn thể tướng sĩ đội Thiên Cơ, tham kiến Long Soái. Mọi người phản ứng lại, tất cả hướng mặt về phía Diệp Bắc Minh. Trên khuôn mặt tất cả tướng sĩ đều thể hiện ý sùng bái. Hơn một tháng nay, câu chuyện của Diệp Bắc Minh không ngừng truyền đến tai của họ. Đúng là giống như thần thoại, quá kinh người. Hơn một tháng, thực lực của tướng sĩ đội Thiên Cơ tăng lên rất khủng bố. Đa số đều đã tiến vào cảnh giới võ lân, có người đột phá đến võ vương, còn có một bộ phận nhỏ đã là võ hoàng. Đủ để chứng minh thiên phú của tướng sĩ đội Thiên Cơ không hề kém. Chỉ là tài nguyên võ đạo không đủ. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Các tướng sĩ đã lâu không gặp. Mấy người Thư Ký Tiền, Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành đi lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Long Soái xảy ra chuyện rồi, liên quan đến Long Mặt phải không? Diệp Bắc Minh nói. Ba người quay sang nhìn nhau, sau đó nghiêm trọng gật đầu. Diệp Bắc Minh nói. Vào Vạn Bảo Lâu rồi nói. Trong một căn mật thất của Vạn Bảo Lâu, Thư Ký Tiền mau chóng nói. Long Soái, tôi nói ngắn gọn thôi. Long Mặt dưới chân Côn Luân Hư xảy ra chuyện rồi. Sau trận động đất vừa nãy, tin tức mới nhất được truyền về. Ngọn núi ẩn chứa Long Mặt bị nổ tung, rất nhiều long khí lọt ra ngoài. Nếu không nghĩ cách chặn lại, sợ rằng khí vận của Long Quốc từ nay sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn dĩ chuyện này đã sớm có hiện tượng, chỉ là không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy. Diệp Bắc Minh cau mày. Sớm đã có hiện tượng ư? Đúng thế, Diệp Lăng Tiêu gật đầu. Tôi đến thành Võ Đế chính là để điều tra sâu hơn về biến cố Long Mặt. Chỉ là không ngờ lại bất ngờ chứng kiến gia tộc người canh giữ bị tiêu diệt. Sau khi nói xong, ông ta còn nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, Thư Ký Tiền còn lấy ra mấy chục bức ảnh, Diệp Bắc Minh nhận lấy xem qua. Có hình ảnh vệ tinh, cũng có hình ảnh xu hướng của ngọn núi. Còn có một vài bức ảnh của bộ phận núi Côn Luân, đặc biệt là trên hình ảnh vệ tinh, có thể nhìn thấy rõ ràng một dãy núi hình rồng, vòng bao quanh núi Côn Luân, phía tây từ Côn Luân đến vùng đất Long Quốc phía đông, khí thế hào hùng, quốc vận hàng ngàn năm gắn liền với nhau. Thư Ký Tiền lại lấy ra một bức ảnh chỉ vào một chỗ. Long Soái, chỗ này xảy ra vấn đề, Diệp Bắc Minh nhìn qua. Dựa theo các quy đổi tỷ lệ, ở vị trí bảy tấc Long Mặt lại nứt ra một cái miệng lỗ. Chân Long vốn có dáng thế bay lên, bỗng bị chém đứt, tất cả khí vận bị bóp nghẹt, thép càn khôn chấn nhục cất giọng kinh ngạc. Cậu nhóc, Long Mặt này đứt đoạn khá hiếm đấy, sẽ có hậu quả gì? Diệp Bắc Minh hỏi lại. Thép càn khôn chấn nhục giải thích, chỗ bị đứt lìa tương đương với một đao chém đứt đầu rồng, xương rồng, gân rồng, mặt rồng. Cậu nói xem sẽ có hậu quả gì? Ông ta tự hỏi, tự trả lời. Nhẹ thì quốc vận giảm sút, thiên tai liên miên, nặng thì diệt vong. Suýt! Diệp Bắc Minh hít khí lạnh, chán không khỏi toát mồ hôi. Có cách cứu vãn không? Giọng nói của thép càn khôn trấn ngục trầm xuống. Việc này không dễ nói, bức ảnh không nhìn ra được gì, phải đến tận nơi xem mới biết được. Diệp Bắc Minh đứng lên. Sự việc không thể chậm trễ, đi thôi. Sau khi ăn bàn giao vài việc của Vạn Bảo Lâu, rồi trực tiếp xuất phát, Diệp Bắc Minh dẫn theo tướng sĩ đội Thiên Cơ, máy bay đáp xuống dưới chân núi Côn Luân. Hơn trăm chiếc xe bọc thép đã được chuẩn bị sẵn sàng, đám người Diệp Bắc Minh trực tiếp lên xe, chạy thẳng đến chỗ Long Mặt đứt đoạn. Một tiếng sau đã đến hiện trường, khắp chỗ dưới mặt đất trước đều là thi thể của tướng sĩ Long Hồn, mùi máu tanh nồng nặc truyền đến. Chuyện này là sao? Vẻ mặt Thư Ký Tiền biến sắc.
Ai dám giết hộ vệ canh giữ Long Mạch ư? Sĩ Bắc Minh bước ra một bước, sau khi kiểm tra, sắc mặt âm trầm. Tất cả đều bị giết chỉ bằng một đòn tấn công, không phải người bình thường làm. Có võ giả cường mạnh đã đến nơi này. Sĩ Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn về hướng Long Mạch. Cái gì? Vẻ mặt mọi người đều biến sắc. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, nhìn sai giày chắc chắn không phải người Long Quốc. Sĩ Bắc Minh nhả ra hai chữ, lên núi. Vừa đi được mười mấy phút, bên tai vang lên tiếng khóc. Hu hu hu, ông nội, ông không được chết. Một lão giả nằm trên nền đất tuyết bên đường, một cô gái ngồi quỳ bên cạnh, không ngừng rung lắc cơ thể của ông lão. Trên lồng ngực của ông lão có một vết thương đáng sợ, quần áo rách tả tơi, toàn thân đầm đìa máu tươi, vừa nhìn là biết bị thương nặng. Vân Chi Lan, Diệp Lăng Tiêu chấn kinh, thư ký Tiền hít khí lạnh. Suýt, đúng là kiếm thánh Vân Chi Lan thật, có chuyện gì vậy? Sao ông ấy lại bị thương? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, bước vội đến trước người Vân Chi Lan. Một bóng người xuất hiện đột ngột khiến Vân Kiếm Bình sợ giật mình. Xoẹt, cô ta rút ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Choang! Diệp Bắc Minh tiện tay nắm lấy lưỡi kiếm. Vân Kiếm Bình kinh ngạc, mới nhận ra Diệp Bắc Minh. A, là ăn, buông thanh trường kiếm. Vân Chi Lan bị làm sao vậy? Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay cứu người. Cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của Vân Chi Lan. Tâm trạng của ông ta rất tồi tệ, kinh mạch vỡ nứt, xương cốt toàn thân gần như gãy hết. Vết thương khủng bố trên lồng ngực đã chém gãy xương sườn, có thể sống đến bây giờ đều nhờ vào cảnh giới khủng bố của Vân Chi Lan. Nếu là võ giả bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Vân Kiếm Bình khóc thút thít. Sau khi xảy ra động đất, ông nội nói Long Mạch gì đó gặp biến cố, lo sợ xảy ra chuyện, bèn trực tiếp chạy đến nơi này. Không ngờ gặp phải một đám người đang ngoại quốc, thực lực của bọn họ rất khủng bố. Ông nội tôi muốn ngăn cản bọn họ tiến vào phạm vi Long Mạch, kết quả bị bọn họ liên thủ đánh thương nặng, khó khăn lắm mới dẫn tôi tháo chạy được. Người ngoại quốc ư? Khuôn mặt thư ký Tiền tối sầm, đáng chết, nhất định là võ giả của nước khác phát hiện Long Mạch Long Quốc xảy ra chuyện, cố tình đến phá hỏng. Những năm nay Long Quốc khởi dậy với tốc độ quá nhanh, bọn họ ghen tị cũng bình thường. Diệp Cấm Thần cau mày, hỏng rồi, bọn họ đâu? Vẻ mặt Diệp Lăng Tiêu biến sắc, nhìn chằm chằm Vân Kiếm Bình. Vân Kiếm Bình chỉ về một hướng, đi về phía bên đó rồi, mau, mau đi ngăn chặn bọn họ. Diệp Lăng Tiêu kinh hãi. Một khi Long Mạch bị phá hỏng hoàn toàn, Long Quốc sẽ gặp nguy. Lúc này Vân Chi Lan đã tỉnh lại, sau khi ông ta nhìn thấy đám người Diệp Bắc Minh cũng rất kích động. Khụ khụ khụ, mau, mau đến Long Mạch. Vân tiền bối, ông không cần lo lắng, việc tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Diệp Bắc Minh ném lại mấy viên đan dược. Số đan dược này có thể giúp ông nội cô hồi phục. Chúng ta đi. Nói xong, anh lập tức dẫn đầu đi về hướng Long Mạch. Vân Kiếm Bình tóm lấy đan dược bằng ngón tay thon nhỏ. Cả người ngẩn ngơ nhìn bóng hình Diệp Bắc Minh rời đi. Vân Chi Lan hít khí lạnh. Suýt, đan dược địa phẩm, là đan dược địa phẩm. Nhìn vân đen mới tinh trên bề mặt, hình như là mới luyện chế không lâu. Chẳng lẽ, suýt, rồi ông ta lại hít khí lạnh. Cậu nhóc này không những y thuật võ đạo vô song, mẹ kiếp, còn là tông sư đan đạo ư, vãi. Vân Chi Lan hoàn toàn chấn kinh. Vân Kiếm Bình lý nhí nói, ông nội, anh ta có thể cứu được Long Mạch không? Nếu cậu ta còn không cứu được, thì Long Quốc xong đời rồi. Vân Chi Lan lắc đầu, liền sau đó đôi mắt xẻ nua kiên định hẳn lên. Cậu ta đúng là yêu quái, có cậu ta chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Ở chỗ Long Mạch đất đoạn, mấy trăm võ giả canh gác ở nơi này, khắp chỗ trên mặt đất đều là thi thể. Có cả người Long Quốc và người ngoại quốc, nhưng đa số là người Long Quốc. Phòng Củ U, bố con Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương, các cao thủ của gia tộc cổ võ. Gia tộc ẩn thế đều có mặt ở hiện trường, có mấy chục khuôn mặt ngoại quốc đứng đối diện bọn họ. Phía sau là lỗ khuyết của Long Mạch. Phòng Củ U bị đám người bao vây tấn công đã bị thương nặng. Các võ giả khác cũng chẳng tốt hơn là bao, tất cả đều bị thương. Chỉ có một mình Lục Lâm Thiên, tay cầm một thanh trường kiếm, cắn răng chặn phía trước. Trong đôi mắt ông ta đầy tia máu, gào thét nói. Nơi này là Long Quốc, các người xông vào đã là vi phạm điều ước giữa quốc tế giữa võ giả. Xoẹt, xoẹt. Chém ra hai đường kiếm khí, lại dễ dàng bị hóa giải. Ha ha ha. Tất cả võ giả ngoại quốc phía đối diện đều phá lên cười, giống như đang xem một thằng hề. Lục Lâm Thiên vẫn gào thét. Ai dám tiến lên một bước? Giết! Tiếng cười càng lớn hơn. Lục Lâm Thiên càng gào thét. Đám người này cười càng sung sướng. Ha ha ha.
Tên này bị ngu phải không? Cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy tắc thế giới mà. Còn điều ước quốc tế ư? Ông là trẻ con hả? Điều ước quốc tế là do chúng tôi định ra, còn người Long Quốc các ông chỉ cần tuân thủ là được. Bây giờ chúng tôi muốn hủy điều ước quốc tế cũng chỉ cần một câu nói, hiểu không? Đám võ giả ngoại quốc cười đầy xấu xa, đùa cợt, hài hước, chế nhạo. Muốn chết hả? Lục Lâm Thiên nổi giận, phát ra một tiếng gào, tung một kiếm tới. Đột nhiên, một bóng hình quỷ dị xuất hiện, hai tay chống xuống đất, hai chân giơ lên trời, đứng ngược trên mặt đất. Người treo ngược, xếp thứ 42 bảng xếp hạng ngầm, hai chân hắn xoay tròn, đập mạnh trong không khí. Rắc rắc, một tiếng vang lên, Lục Lâm Thiên cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ ra. Ông ta bay đi như chó chết, ngã mạnh xuống đất, trường kiếm cũng tuột khỏi tay. Bố! Lục Khi Xương kêu thảm một tiếng, xông đến đỡ Lục Lâm Thiên. Phế vật, ngay cả kiếm cũng không cầm chắc được mà cũng đòi ngăn cản bọn tao ư? Người treo ngược cười dữ tợn một tiếng. Các người còn tự xưng là truyền nhân của rồng ư? Tao thấy dứt khoát gọi là truyền nhân của sâu cho rồi. Ha ha ha, chết cười mất. Long Quốc vẫn luôn tự cho mình là nước lớn, không ngờ lại không chịu nổi một đòn. Đám võ giả ngoại quốc khác đều hùa theo chế nhạo. Vãi, một thanh niên trẻ quát lên, nhiệt huyết sôi trào. Tao là Quách Kinh Phi, vì Long Quốc tao không sợ chết. Quách Kinh Phi xông ra, tay cầm một thanh bảo kiếm, chém ra một đường kiếm khí mười mấy trượng. Đồ phế vật như sâu trùng, cũng dám lỗ máng trước mặt bọn tao ư? Người treo ngược lạnh lùng cười, giơ chân đánh bay kiếm khí ấp đến. Bốp! Kinh Phi còn không kêu kịp thảm, lồng ngực đã xuất hiện một cái lỗ đáng sợ, chết ngay tại chỗ. Giết! Thề chết bảo vệ Long Mạch, tâm huyết của người Long Quốc không thể diệt. Lại có mấy thanh niên xông ra, nhiệt huyết sôi sục không hề sợ chết. Sắc mặt người treo ngược trầm xuống, lạnh lùng nói, một đám sâu trùng, đúng là phiền chết đi được, giết hết cho tao. Phụt, hắn giơ chân đạp ra một cái, sóng khí khủng bố cuồn cuộn, mấy thanh niên xông lên lập tức nổ tung hóa thành xương máu. Trời ơi, đám người này làm sao vậy? Thực sự cứng đầu thế sao? Khà khà khà. Một cô gái diêm dúa che miệng cười thầm, vô cùng hài hước, nữ hoàng nhện, đứng thứ 43 bảng xếp hạng ngầm. Cô gái này có thân hình rất bốc lửa, trừ những chỗ quan trọng cần che, thì làn da trắng như tuyết lộ ra hoàn toàn. Đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi, nhưng không một võ giả nào dám đến gần người phụ nữ này. Cao thủ chết dưới tay cô ta nhiều không kể xiết. Khi nhện giao phối, bình thường sẽ ăn cơ thể của con đực để duy trì năng lượng. Lên giường của nữ hoàng nhện gần như bị cô ta hút khô. He he he, thực hay bắt đầu rồi, để tôi đến săn giết các người. Một võ giả ăn mặc như tên hề toét miệng cười, tên hề trách, đứng thứ 41 bảng xếp hạng ngầm. Tiếng xấu nổi danh trên bảng xếp hạng ngầm, cao thủ bảng xếp hạng ngầm cũng không dám tùy tiện trêu chọc người này, bởi vì hắn quả thật quá biến thái, thủ đoạn ác độc gì cũng dùng. Tập 88 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan An xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Ngôn Tình Bistro để nhận được thông báo mới nhất nha.